Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai hiệu quả chương trình Nâng bước em đến trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng. Em Phạm Văn Trường, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở Kim Trung, huyện Kim Sơn, mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ thường xuyên đau yếu và công việc không ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Kim Sơn thông qua mô hình con nuôi đồn biên phòng, từ năm 2019 đã hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng để trường có điều kiện tiếp tục đến trường. Ngoài ra còn tặng cặp sách, đồ dùng học tập, thường xuyên theo dõi động viên giúp em vươn lên trong học tập cuộc sống. Cháu rất biết ơn các chú đã tạo động lực cho cháu và giúp cháu có động lực để học và đạt nhiều thành tích kết quả cao trong học tập. Sau này cháu sẽ muốn là trở thành một bộ đội để giống như các chú giúp đỡ những người khó khăn và có cảnh khó nghèo như cháu. Các đồng chí cũng hỗ trợ cho cháu để cháu đi học được tốt. Tôi cũng động viên cháu để chăm chỉ học cho tốt để không phụ lòng thằng bé con đồn biên phòng. Chương trình Nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng là một trong những hoạt động nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong tham gia đảm bảo an sinh xã hội thời gian qua. Trong đó đã phát động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia chương trình trên cơ sở tiết kiệm tiền lương, tiền phụ cấp, quỹ tăng gia sản xuất với số tiền hỗ trợ mỗi năm trên 100 triệu đồng. Khi nhận nuôi các cháu theo cái chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng thì hàng tháng đơn vị cũng đã cử người xuống trực tiếp thăm hỏi động viên gia đình, kiểm tra kết quả học tập và cấp hỗ trợ cho các cháu. Từ khi triển khai đến nay thì đối với đơn vị cũng đã hỗ trợ được 8 cháu. Thì đến thời điểm hiện tại thì 3 cháu đã hoàn thành cái bậc học trung học phổ thông và đã thi vào các trường đại học theo nguyện vọng. Trái ngọt của chương trình không chỉ là kết quả học tập rèn luyện của các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà còn là sự phát triển bền vững lâu dài của khu vực biên giới biển. Thông qua việc đỡ đầu nuôi dưỡng là cơ sở để Bộ đội Biên phòng phát hiện bồi dưỡng, ươm mầm những hạt giống đỏ, nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng và phát triển vùng biên giới ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới thì Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định vẫn triển khai thực hiện nề nếp hàng tháng hàng năm và không ngừng nhân rộng, rà soát các đối tượng có các cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để hỗ trợ giúp đỡ. Đồng thời thì phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các cái tổ chức chính trị xã hội có các cái điều kiện để huy động các nhân lực làm sao có các cái nguồn lực lớn hơn để hỗ trợ cho các cháu trong cái thời gian tới để cái mô hình này càng ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực và có nhiều cái nguồn lực hơn cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở khu vực biên giới biển. Năm học 2024-2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp tục hỗ trợ 11 cháu trong chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng. Những việc làm ý nghĩa nhân văn đó đã và đang góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường.